Giữa Hà Nội phồn hoa, nhộn nhịp, vẫn có một nơi yên tĩnh để các bạn trẻ hòa mình vào những trang sách. Với tiêu chí không mất phí, không đặt cọc, không giới hạn thời gian đọc sách, bạn làm sinh viên trường đại học ngoại thương thường xuyên đến Thư viện Sách Cộng đồng đi free book mỗi khi có thời gian rảnh. Thủ tục mượn khá là nhanh, làm bọn em không phải làm thẻ hay gì hết, chỉ cần đến và sẽ đọc họ tên số điện thoại và bởi vì đúng như cái tên là chị đặt cọc bằng niềm tin và ngoài ra thì ưu việt hơn là em thấy một số thư viện khác thì sẽ không được mượn sách đưa về nhà để đọc ấy còn ở đây thì được đưa về nhà đọc và được mượn khá là lâu và được mượn với số lượng đầu sách cũng nhiều Thư viện The Free Book được thành lập vào cuối năm 2017, ban đầu chỉ bằng tủ sách cá nhân, nhưng bằng sự ủng hộ rất lớn từ cộng đồng. Đến nay, Thư viện đã đón nhận khoảng 50.000 lượt bạn đọc với 800 đến 1.000 lượt đọc mỗi tháng. Hiện tại Hà Nội, Thư viện Cộng đồng đi Free Book đã mở được hai cơ sở tại quận Cầu Giấy và Hai Bà Trưng. Để duy trì hoạt động, mọi chi phí của Thư viện đều được đóng góp từ các thành viên, từ bạn đọc yêu quý Thư viện và từ nguồn bán đồ handmade. Dù không nhận về bất cứ chi phí gì, ngược lại các thành viên của Thư viện còn phải tự bỏ kinh tế của bản thân. Nhưng với quan điểm, sách nằm im là sách chết. Thư viện đã tạo cho người yêu thích đọc một không gian riêng. Em là một từ cấp 3 thì em cũng đã được đọc sách và từ lúc mà biết đến sách thì cái thế giới quan của em được mở rộng rất là nhiều về cái cách mà nhìn mọi thứ nó sẽ nó sẽ rất là khác. Mình có rất là nhiều góc nhìn rất là mới lạ. Để mà nói về những thứ em nhận được ở đây ấy, thì nó nhiều lắm. Nó trong 2 năm vừa rồi nó thay đổi con người em rất là nhiều. Và em thấy đến thời điểm tại em vẫn đang lãi, chứ em không hề mất đi cái gì cả. Việc mà thư viện luôn luôn mở cửa, cố gắng mở cửa vào tất cả những ngày trong tuần, cuối tuần, cũng như là các dịp lễ cũng cố gắng là nếu mình mở được thì mình cũng sẽ mở. Thì nó đã góp phần rất là nhiều trong việc là phát triển cũng như là lan tỏa văn hóa đọc đến với cộng đồng. Và có rất là nhiều người đến một lần xong rồi sẽ đến nhiều lần và trở thành những bạn đọc quen thuộc thân thiết của thư viện ạ bên cạnh đó hàng năm đi freebook còn kêu gọi các nhà hảo tâm và tổ chức nhiều sự kiện tại các tỉnh miền núi vùng sâu vùng xa để giúp các trẻ em vùng cao tiếp cận được những cuốn sách qua đó gửi gắm thông điệp về giá trị của niềm tin giữa người với người trong xã hội